Thưa quý vị và các bạn, vẫn là những hình thái của thời tiết đã lập thu. Bầu trời Hà Nội sáng nay nhiều mây, đôi lúc có nắng nhẹ, trời không mưa. Chỉ số tia UV thấp và chất lượng không khí được đánh giá là không tốt. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ. Càng về trưa và đầu giờ chiều, vùng mây đối lưu phát triển gây mưa lớn cho khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Trong cơn mưa dông có sét và gió giật mạnh. Dự báo trong tối và đêm nay, khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông với nhiệt độ trong khoảng từ 27 đến 33 độ. Ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và mưa to với lượng mưa từ 20 cho đến 40mm, có những nơi lên trên 70mm. Thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng tại những vùng trũng thấp. Cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ tại khu vực Bắc Bộ có khả năng sẽ gia tăng vào đêm ngày 10 tháng 8. Sang đến ngày mai, khu vực Hà Nội vẫn được dự báo là sẽ có mây, ngày có nắng gián đoạn. Chiều và tối sẽ có lúc có mưa rào và dông với nhiệt độ trong khoảng từ 27 cho đến 33 độ. Độ ẩm trung bình là khoảng 85%. Trạng thái có mây, mưa rào và dông ở khu vực Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục duy trì đến cuối tuần với lượng mưa là khoảng từ 10 cho đến 20mm. Độ ẩm không khí thì giảm xuống còn khoảng là 70%. Nhiệt độ trung bình trong 3 ngày tới sẽ duy trì ở ngưỡng từ 27 cho đến 34 độ. Những cơn mưa rào bất chợt được dự báo là vẫn có thể xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Vì vậy, khi ra đường, bên cạnh các biện pháp chống nắng và tia UV nguy hiểm, thì những chiếc áo mưa sẽ vẫn luôn là vật dụng cần thiết mang theo người. Còn sau đây sẽ là thông tin chi tiết các khu vực ở Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông có mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều và tối có lúc có mưa rào và dông với nhiệt độ trong khoảng từ 27 cho đến 33 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với nhiệt độ trong khoảng từ 27 cho đến 33 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh và Đông Anh có mây, ngày có nắng gián đoạn. Chiều và tối có lúc có mưa rào và dông với nhiệt độ trong khoảng từ 26 đến 32 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có mây, ngày có nắng gián đoạn. Chiều và tối có lúc có mưa rào và dông với nhiệt độ trong khoảng từ 27 đến 33 độ. Tại trung tâm thành phố Hà Nội có mây, ngày có nắng gián đoạn. Chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ trong khoảng từ 27 cho đến 33 độ. Phần cuối bản tin sẽ là dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại!